Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 9, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt tại Bangladesh. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt hơn 3,84 tỷ đô la Mỹ, vượt kỷ lục lịch sử của năm 2018. Hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác mây che đan ở huyện Mai Sơn mang lại thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Từ ngày thành lập cái tổ đan này là đối với người già chúng tôi là rất là phấn khởi. Coi như là được bà con coi như là ủng hộ tiêu dùng cái hàng của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết nhân chuyến thăm chính thức Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh. Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường báo cáo kết quả công tác của Đại sứ quán và tình hình cộng đồng người Việt Nam, đại diện cộng đồng phát biểu, Chủ tịch Quốc hội gửi đến Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cho biết chuyến thăm lần này là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Bangladesh, có ý nghĩa đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội trong nước thời gian qua với những kết quả tích cực, hoạt động đối ngoại sôi động, thông tin đến bà con chính sách thị thực mới vừa được áp dụng từ ngày 15 tháng 8. Đây là chính sách rất thông thoáng tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn trong cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh, mỗi người dù ở vị trí nào cũng luôn hướng về Tổ quốc, chăm lo củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Khi có điều kiện tốt lên, bà con xây dựng thiết chế cộng đồng, thiết chế văn hóa, hướng tới việc kết nối, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại các nước, nhất là những nước trong cùng khu vực. Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa vừa tổ chức lễ công bố và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023. Tròn một thập kỷ đồng hành và vinh danh các doanh nghiệp, chương trình đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã lựa chọn 104 đề cử xứng đáng vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam năm 2023. Theo số liệu thống kê, tổng doanh thu năm 2022 của các doanh nghiệp được vinh danh top 10 năm nay đạt hơn 164.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 44% tổng doanh thu của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, với tổng số nhân sự 136.000 người. Riêng 13 doanh nghiệp công nghệ số nghìn tỷ có doanh thu 119.000 tỷ đồng, tương đương 5,1 tỷ đô la Mỹ, sử dụng 111.600 lao động. Nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng từ 30 đến 100%, đặc biệt có doanh nghiệp tăng trưởng lên đến 2.800%. Đây cũng là một cái cách mà chúng tôi thiết thực ủng hộ đồng hành cùng chính phủ trong cái chương trình phát triển doanh nghiệp số Việt Nam, phát hiện ra những cái doanh nghiệp có những cái sản phẩm tốt, có những cái năng lực công nghệ mạnh để mà phát hiện ra và nuôi dưỡng. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam thì đang rất là dồi dào, được đào tạo bài bản. Và những cái giải thưởng như này thì có ý nghĩa rất lớn trong việc là tạo cái động lực cho doanh nghiệp phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng những doanh nghiệp được lựa chọn và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam năm 2023 sẽ tiếp tục tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất, tạo ra những sản phẩm công nghệ mới xuất sắc do người Việt Nam làm chủ, góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, vươn ra quốc tế. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 14, phiên thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hội nghị mở rộng nhằm lấy ý kiến vào đồ án quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và thông qua các tờ trình liên quan đến phát triển đô thị Mộc Châu. Theo quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đến năm 2040, huyện Mộc Châu xác định phải đảm bảo yêu cầu các mặt về tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, không gian kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị phù hợp với tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025, trở thành đô thị loại 3 vào năm 2030 và trở thành đô thị loại 2 giai đoạn 2030-2040. Trong đó sẽ phát triển toàn diện bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và nông thôn
trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch và nông nghiệp làm cơ sở triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào quy hoạch đô thị Mộc Châu trở thành đô thị loại 4 và thị xã Mộc Châu vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 phải đảm bảo đô thị xanh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, mang bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, là trung tâm du lịch mang tầm quốc gia và trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời là trung tâm sản xuất, chế biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, công nghệ cao theo hướng tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Thời gian tới, huyện Mộc Châu tiếp tục rà soát các nội dung liên quan làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là phạm vi quy hoạch, không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các giải pháp về bảo vệ môi trường. Các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện các nội dung đã được thông qua tại hội nghị để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. Ngày 22 tháng 9, huyện ủy Vân Hồ đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý. Sau 5 ngày tập trung nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề đã giúp cho các học viên củng cố kiến thức cơ bản về lý luận, đồng thời nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển trong tình hình mới, nhất là công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp huyện hiện nay, vấn đề cải cách hành chính nhà nước, xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, địa phương. Với những lý luận và thực tiễn được trao đổi, chia sẻ tại lớp bồi dưỡng là những kinh nghiệm quý báu để mỗi học viên vận dụng linh hoạt sáng tạo vào quá trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thưa quý vị, đến giữa tháng 9 năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đem về 3,84 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua con số 3,81 tỷ đô la Mỹ của năm 2018. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong nửa đầu tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã thu về 293,4 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến 187% so với nửa đầu tháng 9 năm trước. Ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hết tháng 9 năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 1.683 mô hình dân vận khéo, trong đó có 1.022 mô hình tiếp tục thực hiện từ năm 2022 và 661 mô hình đăng ký thực hiện mới trong năm 2023. Để các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Công tác tuyên truyền được các cấp các ngành, các cơ quan thông tin truyền thông quan tâm triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình, chỉ đạo kịp thời việc đăng ký xây dựng các mô hình. Qua đánh giá, các mô hình đã được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân có mô hình với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng đơn vị, địa phương. Với mục tiêu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025, huyện Thuận Châu đã và đang chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Huyện Thuận Châu có 29 xã thị trấn với tổng số hơn 38.000 hộ dân, 5 dân tộc anh em chung sống. Thực hiện mục tiêu đưa huyện thoát nghèo vào năm 2025, huyện Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân, thay đổi tư duy để người dân tự vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt việc huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, huy động nguồn lực xây dựng các mô hình và tổng kết nhân rộng các mô hình kinh tế trong nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 16.000 lượt hộ được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 720 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 37% xuống còn gần 31%, hộ cận nghèo còn hơn 16%. Thời gian qua, huyện Sông Mã đã tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, bảo vệ môi trường.
Nhờ đó mà diện mạo nông thôn mới của huyện Sông Mã đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Từ năm 2021 đến nay, huyện Sông Mã đã giải ngân thanh toán trên 12 tỷ đồng trong tổng số vốn phân bổ gần 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, vốn đầu tư công chương trình xây dựng nông thôn mới và nguồn sự nghiệp chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 13.000 ngày công, hiến 1.130 m2 đất, duy trì hoạt động của 91 mô hình 503 sạch, thành lập hơn 400 tổ vệ sinh môi trường, 192 tổ giám sát thực hiện vệ sinh môi trường. Đến nay, huyện Sông Mã đã có 3 xã gồm Trường Sơ, Trường Khương, Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, bình quân đạt 12,83 tiêu chí một xã. Thu nhập bình quân của nhân dân nông thôn đạt trên 32 triệu đồng một người một năm. Trong thời gian tới, huyện Sông Mã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, cân đối các nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình sản xuất kinh doanh theo nhóm cùng sở thích, tạo việc làm cho người lao động. Điển hình trong đó có tổ hợp tác mây tre đan của chị em phụ nữ tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế và môi trường. Tổ hợp tác mây tre đan tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót được thành lập vào tháng 5 năm 2023 với 7 thành viên, chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đan như rổ, giá các cỡ, đũa, nong, nia, giỏ. Sau 4 tháng đi vào hoạt động, tổ hợp tác mây tre đan đã sản xuất thành công 700 sản phẩm và 5.000 đôi đũa giao đến tay khách hàng. Từ ngày thành lập cái tổ đan này là đối với người già chúng tôi là rất là phấn khởi, coi như là được bà con coi như là ủng hộ tiêu dùng cái hàng của chúng tôi. Thực hiện chủ trương chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình gắn với mục tiêu ba sạch, sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã tuyên truyền vận động chi hội trưởng phụ nữ các bản tiểu khu là những người tiên phong đi đầu trong việc tiêu thụ các sản phẩm mây tre đan do tổ hợp tác mây tre đan sản xuất ra, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ 22 tiểu khu bản sử dụng sản phẩm mây tre đan trong căn bếp của gia đình. Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hát Lót, chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục tiêu thụ các cái sản phẩm do tổ hợp mây tre đan của tiểu khu 19 sản xuất để dần sẽ loại bỏ các cái sản phẩm bằng đồ nhựa tái chế ra khỏi đời sống của hội viên. Ngoài việc đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, trong thời gian tới, tổ hợp tác mây tre đan tiểu khu 19 sẽ tiếp tục tham khảo, học hỏi, nâng cao tay nghề, sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới để áp dụng, tích cực tìm kiếm thêm đơn vị bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo đầu ra ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ những tín hiệu khả quan của tổ hợp tác mây tre đan tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã thực sự là một điểm sáng trong phong trào phụ nữ ở địa phương. Tại hai xã Mường Thải và Suối Bao, huyện Phú Yên, Sở Nội vụ Sơn La đã trao tặng nhà mái ấm tình thương và chuyển trao học bổng cũng như quỹ em nuôi của đoàn. Đây là các xã do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phân công cho Sở Nội vụ phụ trách giúp đỡ giai đoạn 2021-2026. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã trao đổi nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng của hai xã Mường Thải và Suối Bao, đồng thời trao đổi thông tin giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan tới chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tại địa bàn quản lý. Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã tổ chức bàn giao, trao tặng nhà mái ấm tình thương cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Thải với mức hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng, chuyển trao 20 suất quà cho 20 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn của hai đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bao và trường tiểu học trung học cơ sở Mường Thải, chuyển trao 1.200 phần quà gồm chăn ấm và vở viết cho các em học sinh của hai đơn vị trường. Nhân dịp này, chi đoàn Sở Nội vụ cũng đã chuyển trao 3 suất quà của các đơn vị tài trợ, quỹ em nuôi của đoàn cho 3 em học sinh vượt khó học giỏi, tổng trị giá 30 triệu đồng cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Thải.
để giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, tỉnh đoàn Sơn La vừa phối hợp với huyện đoàn Vân Hồ, đoàn trường Trung học phổ thông Vân Hồ tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Dưới hình thức một sân chơi, ba đội thi đại diện cho ba khối trong trường đã tham gia tranh tài ở ba nội dung kiến thức, tiểu phẩm và vẽ tranh tuyên truyền. Ở mỗi phần thi, bằng sự hiểu biết thông minh, dí dỏm của mình, các đội đã trả lời những câu hỏi về phòng chống bạo lực học đường, quy định của pháp luật có liên quan, kỹ năng xử lý tình huống, phòng vệ để ngăn chặn bạo lực học đường, các phương pháp tham gia giải quyết, đấu tranh với hành vi bạo lực học đường, phản ánh chân thực những tình huống đã và đang xảy ra trong môi trường học đường, đồng thời truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa về xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Trong buổi ngoại khóa ngày hôm nay, em đã học được những kiến thức và em muốn làm một tuyên truyền viên tích cực để đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường và xây dựng một tình bạn đẹp trong tuổi học trò. Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia tâm lý giáo dục, các em học sinh có cái nhìn đa chiều hơn về văn minh học đường, những tấm gương người tốt việc tốt giúp nhau vượt khó, những thói quen tốt, hành động đẹp cả trong học đường và cuộc sống hàng ngày giúp nhau cùng tiến bộ. Qua cái diễn đàn này thì em mới hiểu rõ được về tác hại và cách phòng tránh bạo lực học đường. Diễn đàn là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống, vun đắp tình bạn đẹp, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thưa quý vị, tại thành phố Sơn La, giữa phố thị náo nhiệt thì những lớp học tiếng Thái vẫn ngày đêm diễn ra, truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái cho biết bao thế hệ. Đây là minh chứng rõ nhất cho phong tục tập quán, bản sắc văn hóa không bao giờ bị mai một tại mảnh đất Sơn La. Khi ánh sáng mặt trời được thay thế bằng màu đèn lung linh trên các con phố thì cũng là lúc những tiết học tiếng Thái của người dân tại nhà văn hóa Bản Lầu, phường Triềng Lề, thành phố Sơn La bắt đầu. Mỗi người khi đến đây đều có lý do riêng, song đều chung mong muốn được tiếp thu những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, về cuộc sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Kể cả những cái bác mà đã cao tuổi cũng như là các cháu hiện nay là đang là đoàn viên thanh niên và các cháu học sinh, là khi mà tham gia cái lớp học này là có một cái tinh thần rất là tự nguyện. Đấy, cũng muốn góp một cái phần nào đấy để giữ gìn những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Điểm đặc biệt tại lớp học này là không chỉ có học viên là người đồng bào dân tộc Thái, mà còn có cả những học viên là người thuộc các dân tộc khác. Dù tuổi không còn trẻ, tóc đã bạc, tay đã run, nhưng họ luôn mang trong mình niềm đam mê về sự đa dạng văn hóa các dân tộc. Tôi là một người Kinh thì tôi thấy là tôi hưởng ứng học tập chữ Thái này để góp phần là vừa hiểu biết, hai nữa là để bảo tồn và phát huy cái chữ Thái của đồng bào dân tộc Thái. Xã hội càng phát triển, con người càng cần chỗ dựa cho niềm tin và những giá trị tốt đẹp, hướng thiện trong cuộc sống. Bởi vậy, nhịp sống trong lòng đô thị hiện đại dù hối hả gấp gáp đến mấy cũng không thể xóa nhòa những giá trị tinh thần dân tộc từ bao đời nay. Những lớp học như thế này là sự nối dài giúp lan tỏa văn hóa truyền thống dân tộc tới thế hệ trẻ. Khi đã trực tiếp vào lớp học ấy, thì được học ghép vần, được đọc thanh âm ngữ điệu của tiếng Thái ấy, thì thật sự đã làm cho tôi hiểu được rất là nhiều cái nét văn hóa Thái và cảm thấy rất là thú vị. Những lớp học tiếng Thái này là minh chứng rõ nhất cho phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy, góp phần thực hiện đề án về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thành phố mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025 của thành phố Sơn La. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.